Rồi chào anh em ha. Hôm nay mình tiếp tục đi săn anh em ơi. Hôm nay mình đi săn giờ có anh Đảm. Đấy, rồi anh này tên gì quên này? Khoa. Dạ anh Long nha. Đấy. Hôm nay để vô đây vòng vòng khu vực này mình túc tu hú với chào chảo hơi có không nha anh em. Anh em cùng theo dõi clip của mình nha. Good. Chết vừa ơi, chết luôn cha. Vô đâu bị thương hả? Ở đâu? Nằm lụm chào chảo anh em ơi. Quên. Một con, hai con, còn con nào nữa không? Hai con rồi, còn con nào nữa không? Hết rồi, hết rồi. Hai dao chảo anh em ơi. Nè 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 nè. Rồi rớt kìa ơi. Đó hả? Đó đó. Cái đầu bòi đó, bòi đó. Bòi nè. Ủa đầu trời. Ở giữa sông luôn hay gì. Trời ơi trời, xích dép luôn. Ủa nó rớt đâu rồi anh Nam? Cứu gì? Đâu ít gì nữa mày. Tưởng cu rắc chứ. Hên chỗ này thôi, chỗ này nó không có sâu ơi. Cu gốc. Đấy anh Đảm mới hạ khu gốc đây em ơi. Ủa gì vậy? Đâu? Bên kia hay bên đây? Dưới bên kia hay gì? Ủa sao khu gốc không hả? Đấy khu gốc bên đây. Ấm. Đâu đù cu gốc bữa nay, bữa nay cu gốc nhiều với ta. Ơi chạy trời gớt rồi trời trời, anh bán hay vậy trời. Anh là ông quán hả? Nè anh Long mới bán cua gốc nè. À dạ cắn nữa. Bữa nay con này sao ở đây nhiều chứ ta? Mấy con rồi nè. Con về có không? Đi à. Kìa. Nãy nó trúng đạn rồi hay vậy? Nó bị gì vậy? Còn. Hết gặp ai?
Hồi nãy bắn trúng nó gọi hay gì sao nó cà nén. Bắn trúng gọi hay gì cà nén á. Rớt luôn rồi. Hay rồi. Đấy. Nãy xe em bắn sao cà nén kì vậy ta. Em bắn từ trước chỗ gần sau luôn kìa. Chỗ lên lưng luôn. Ghê. Thấy không? Quá dữ. Trời ơi. Đưa cho bắn rồi. Mấy cái đại kia trời. Kìa bay kìa bay. Bay chấm kìa bay chấm kìa bay chấm. Quay không? Qua đây quay cái này đẹp nè. Đâu 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 đâu. Rồi. Nào. Quay này quay đúng đẹp luôn đó. Đố con chúng. Tao hay viên. Thôi nè mấy anh đã thật luôn à. Đi trời tao thật. Đù. Gấm. Mày đi chung với sư phụ mày bắn này đủ. Gấm đi. Gấm đi nãy giờ quá học nhiều gấm đi. Cái lúc lụm cái nè. Ngay đầu rồi đó. Đi đi đâu đi được cãi nước ông nội bên kia kìa ngóc gáo rồi Khang. Nhau mắc lỗ không nhớ mắc lỗ đi được không thật vô dụng nè. Chừng trời chừng gai đó nghe bà đi hỏi bà hôm mới đi xấy nước bữa nay không có xấy nước gần nữa. Thẳng rồi phải không? Hay là nó chạy rồi đó. Chạy không ngay đầu chạy gì? Đây nè quay. Bảy. Anh Đảm mới hạ cô dần nha anh em. Rồi. Được. Một con. Kìa. Như là trai kìa. Nhìn nó trai đi trai kìa. Nhìn nó con rớt luôn. Hay quá trời. Nhớ định vị của nó là mình á. Chạy kìa. Đây hả? Có nó con cưng con anh. Con anh đó. Cắn á. Ra đôi kiếm con cưng đi. Còn sống à? Có sống cái gì? Vậy. Sống là mình lụm đi. Còn nào cũng được. Được vậy, vậy cũng nên bắt đây, bắt cầm ra. Được. Tại cô dặn nha anh em. Rồi còn con anh Đảm đâu rồi? Nè cầm đi anh Đảm em bắt cho. Vậy cho cháu qua lại. Chớp. Đầu. Mũi ra đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời.
chảo trên đầu. Thấy chưa? Bắt gì đó. Bắn, em bắn hả? Bắn từ từ đi. Một cây này. Làm nhột mà lúc. Được. Kiếm cái giạc á. Ấy á, kìa. Gần á kìa cái cây. Cù tới số thiệt. Cù ơi, cù đi trên cái này không biết ăn cái gì mà đi trên cao su nó có cái gì đâu ăn không biết. Dạ. Đấm. Đấy, quá đẳng cấp. Thấy ghê chưa? Trời ơi, chạy chút đó. Sụt lắm rồi, bay cái dừa rồi. Rồi còn không? Đâu bay ở đâu? Thôi ở đâu cái dừa đó mày. Con bị bẹp mới bay lên đây nè, bị bẹp giặt hẳn mới bay lên cái cây bồ đề á. Đây. Phải cầu xanh nãy không? Đu cầu xanh nãy anh đã mới hạ rồi nè anh em ơi. Từ từ. Đu. Đâu rồi? Ủa con gớt đây đâu rồi? Chạy hay gì ơi? Lưới lậu cho con già lứa nữa. Ủa? Ở đâu đó? Dũng đi tọa liền. Mấy con đây cá ốc nè anh em ơi. Quá đã cá ốc kìa. Ngay đầu luôn anh em ơi. Quá đẳng cấp. Chán chứ. Vậy anh đã bắn ngay đầu nè. Anh đã bắn trúng 2 3 viên luôn à. Ừ, 1 2 3 viên. Đó. Vậy mà còn sống đấy. Cái lóc mập chứ bụng. Quá đẳng cấp. Cá mập chứ. Còn nữa đó. Con còn nãy còn con bên kia. Để quá nữa ba ơi. Hay rồi. Thấy lụm nha, nó tha nha. Từ từ bình tĩnh, nó quay đít là vậy sao bắn được. Để quay được chứ hả? Trúng là lụm hả? Đó nè, ít kìa. Chạy đi. Quay luôn. Cái kìa, trúng nghe ít mà. Còn đâu gà, còn đâu. Im, im. Còn đâu. Trúng nghe ít kìa luôn mà. Trúng nghe ít kìa luôn. Ờ chúng đó. Rụng ông đó. Rụng ông luôn trời. Quải trưởng. Âm bì rồi anh em ơi. Không. Ở đâu trời? Từ từ. Đó, được nhìn ngang đó không thấy vậy. Hay. Cái bên đó. Quay ra. Quay giò nó bắn sao chúng nè, học từ từ. Lốp. Dễ gì học này. Rồi. Cho cái dân cột lẫn con nó rồi. Sao ở đây không gặp anh đó? Gặp rồi.
rồi. Rồi, ba cục nữa, hai cục. Rồi. Ra giữa xong rồi. Nó chạy nó lậu. Có cây đâu vết chạy. Cây mấy nhánh thờ lại bởi đó. Cây nào tới không? Trời ơi sao? Tới mẹ. Nó sâu. Cắm. Trời ơi, biết sao vậy? Chơi liều luôn. Hỏi luôn anh em ơi. Nè, thấy đẹp rồi. Ghế trong nhà rồi. Cái gì ở đây đó? Cú cam cái nám ơi. Gớt. Gớt mệt kìa, chạy. Chào các bạn nha, giờ tới chương trình ẩm thực của mấy anh em mình nha. Đây bữa nay cho bạn Pha lên làm bếp trưởng nha bạn. Nướng tuyệt vời chưa? Tối hay nhiều. Rồi chào anh em, giờ đây chén nước chấm thằng Khánh của anh đã mới làm lên anh em ơi. Đây. Nguyễn cho tải ăn cơm các bạn, mấy em không nhậu. Lòng nướng cừu thấy thèm ha. Diêm cũng tải rồi ra. Gạt khang giết nguyên con. Đấy.
Rồi mời anh em nha. Cái này hốc luôn trời. Đỉnh nổi. Còn mông đường đó không đi? Nó được rồi. Mà nó nhẹ vậy. Ăn kẹp thêm miếng tỏi nè anh em ạ. Đấy. Này lấy đũa vét xuống cái giá này còn dính. Tội chết. Quá ngon rồi em ơi. Á thì nó vô đây chơi cái đảm vô đây gặp đi ngang đây nó không nhìn. Dạ. Cái mày ăn mày mà cái này mới muốn khóc mà, có thiệt á. Thấy anh em làm tội nghiệp quá. Rồi hành trình anh em mình đi săn bắn nấu nướng dân dã ăn uống nhiêu đây thôi các bạn, bữa nay ăn cơm không có nhậu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Hoàng Khang nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở một cái video kế tiếp nha. Đi cái này đi kiếm mồi nhậu dễ không?